Xin chào các bạn khán giả thân mến, vì các thầy công đã lên sóng rồi đây. Các bạn ơi, ở video lần trước thì chúng ta đã cùng lắng nghe và tìm hiểu về những câu nói bất hủ của người đã sáng lập ra Apple là Steve Jobs đúng không nào? Có nhiều bạn đã chia sẻ rằng những câu nói đó thật ý nghĩa và đã đem đến cho các bạn động lực mỗi lần xem cái video. Và ngày hôm nay thì Bí Quyết Thành Công xin tiếp tục chia sẻ về những câu nói bất hủ của ông. Mong rằng đây sẽ tiếp tục là những lời động viên, những câu nói truyền cảm hứng cho các bạn và cho cả Bí Quyết Thành Công nữa, để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện và phát triển bản thân, trở nên tốt hơn mỗi ngày. Giờ thì hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay nhé! Đến với câu nói thứ 8 của người sáng lập ra thương hiệu táo khuyết, đó là: nhớ rằng tôi chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ, tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại, tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thực sự quan trọng. Nhớ rằng, bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn cái để mất. Bạn thực chất chẳng có gì và không có lý do gì để không đi theo trái tim. Các bạn ạ, thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ rồi. Nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác, chắc hẳn sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Tại sao ta không thể thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình? Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kỳ ngắn gọn. Trước hết, hãy tôn trọng người khác, rồi sau đó nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng, bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có một cuốn sách với tựa đề Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao. Đó là một cuốn sách vô cùng thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng. Hãy nghe theo chính mình và chính bạn là người sẽ hưởng thụ hành quả. Hãy gánh chịu hậu quả, cho dù bạn có làm theo hay sống theo ý muốn của bất cứ ai. Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi đi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay là sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin. Sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mà mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này, một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế đừng để mình cứ xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe tiếng nói trái tim mình bạn nhé. Tác giả Rosie Nguyễn của cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu cũng đã nói rằng hãy sống theo cách bạn muốn, vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm. Và câu nói tiếp theo của Steve Jobs, ông muốn chia sẻ với chúng ta về lòng tự hào. Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm, cũng như tôi tự hào vì những thứ chúng tôi đã làm. Thế nào là tự hào về bản thân? Chắc ai trong chúng ta cũng hiểu cảm giác tự hào khi một người thân hay những người yêu quý của mình làm được một điều gì đó thật tuyệt vời. Dẫu điều đó không hề to lớn, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về người ấy. Tự hào về bản thân cũng tương tự như vậy. Đó là cảm giác chúng ta ghi nhận và trân trọng những điều mà chúng ta làm được, đạt được, dẫu điều đó có lớn hay bé. Các bạn có thể nghĩ, tại sao lại phải học cách tự hào về bản thân? Bản thân tôi cho rằng, nhiều người trong số chúng ta nhiều lúc cảm thấy quá tự ti và lo lắng, đánh giá thấp khả năng và thành tựu của chính bản thân mình. Chúng ta dễ dàng bỏ qua những kết quả tốt của bản thân, cũng như so sánh với người khác để chối bỏ những điều mà chúng ta đã làm được tốt. Tôi tin rằng, cầu tiến và khiêm tốn là những điều rất tuyệt vời. Nhưng song song bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên học cách công nhận và tự hào về chính bản thân mình. Tự hào về quá khứ, tự hào về những việc chúng ta đã hoàn thành. Ta tự hào cả về những thất bại nữa, vì chúng ta cũng đã rút được rất nhiều bài học cho riêng mình từ đó đúng không? Nhiều lúc, tự hào về những điều còn con
cũng mang đến những sức mạnh to lớn cho tâm hồn. Mình tự hào vì ngày hôm nay mình đã đi học. Mình tự hào vì ngày hôm nay tâm trạng của mình thật tốt. Mình tự hào vì mình vẫn còn lạc quan thật nhiều. Đây là những điều mà chúng ta có thể tự thầm thì với bản thân và cổ vũ bản thân tiếp tục cố gắng. Các bạn biết không, đối với những bạn có rối loạn tâm lý, trầm cảm hoặc lo âu, thì những lời thầm thì này có thể khiến các bạn an lòng và cảm thấy vững chãi thêm trong cuộc sống. Bí quyết thành công tin rằng, chúng ta rồi sẽ phải trải qua nhiều trải nghiệm khó khăn và việc vượt qua chúng, đương đầu với chúng, tồn tại với chúng mạnh mẽ như vậy là điều hoàn toàn đáng tự hào các bạn ạ. Cuối cùng thì mình nghĩ rằng, tự hào về bản thân là một hành động rất đỗi dịu dàng và có ý nghĩa cổ vũ vô cùng lớn đối với mỗi cá nhân. Việc nhận ra giá trị bản thân đó giúp mình cảm thấy tự tin hơn vào năng lực của chính mình, cũng như sẽ không cảm thấy thất vọng và mong muốn bỏ cuộc trên chặng đường mà chúng ta sẽ bước đi kế tiếp. Tiếp đến sẽ là câu nói số 10. Một lần nữa thì Steve Jobs lại chia sẻ về cái chết. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Không ai muốn chết cả. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn thoát. Và nên là như vậy. Bởi cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn. Nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn sẽ dần dần trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Vào giữa năm 2014, Steve Jobs đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Thời điểm mà Steve Jobs gọi là lúc nhận rõ bản thân cận kề về cái chết lại trở thành một điểm mốc của cuộc đời Steve Jobs. Nó mang đến một kết nối mới, suy nghĩ tích cực hơn về cái chết. Cái chết dẹp sạch cái cũ để dọn đường cho cái mới. Ông và Apple sau đó đã tiếp tục làm thay đổi thế giới bằng những cái mới không ngừng được sáng tạo. Vào năm 2007, Apple gia nhập thị trường điện thoại di động với sản phẩm iPhone có màn hình cảm ứng và chạy trên hệ điều hành. Tháng 1 năm 2010, Apple tung ra chiếc máy tính bảng iPad, tạo ra một làn sóng máy tính bảng trên toàn thế giới. Các bạn ơi, khi chúng ta suy nghĩ cuộc sống là hữu hạn, thì chúng ta cần làm những gì tốt nhất và có ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Không chỉ cho bản thân, mà là còn cho gia đình, cho những người xung quanh và cho cộng đồng. Để ngày mai ra đi, chúng ta không còn phải hối tiếc, thì đó mới là cách sống tích cực nhất. Chúng ta cần phải tâm nhận rằng, quỹ thời gian của chúng ta mỗi ngày sẽ ngắn đi, rằng chúng ta sẽ không biết điểm cuối của cuộc đời ở đâu, 10 năm, 20 năm nữa hay chính là ngày mai. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới quý trọng mỗi ngày trôi qua. Thường thì chúng ta có thể rất vui mừng khi ngày hôm nay chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đến một lúc, chúng ta sẽ sẵn sàng chi bất cứ một số tiền nào chỉ để lưu giữ một ngày sự sống mình trên trái đất. Thật thú vị khi Steve Jobs nói về cuộc đời của ông trở nên sống động kỳ lạ bằng cách nghĩ đến cái chết của mình mỗi ngày, đúng không nào? Việc nhìn đến tận điểm cuối cuộc đời đã giúp Steve Jobs có cái nhìn toàn cảnh hơn, nhận thức rõ ràng những gì thực sự quan trọng để theo đuổi và bỏ qua những gì nhỏ nhặt không cần thiết, và theo đuổi một cách nhiệt huyết nhất những đam mê của mình, tạo ra những chiếc máy làm thay đổi cả nhân loại trong 4 thập kỷ qua. Đó là Apple, là Macintosh, là iPod, iPhone hay là iPad. Tiếp theo thì mời các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu thêm những câu nói bất hủ của huyền thoại công nghệ Steve Jobs. Câu nói tiếp theo, đây có lẽ là câu nói mà nhiều người cảm thấy tâm đắc nhất. Tôi biết rất nhiều bạn đã in câu nói này ra và dán trên bàn học, bàn làm việc hay là cửa phòng của mình để có thể dễ dàng nhìn thấy. Các bạn đã đoán ra câu nói đó là gì chưa ạ? Vâng, đó chính là câu, hãy cứ khát khao, hãy cứ dạy khờ. Trong một bài phát biểu vào buổi lễ tốt nghiệp, Steve Jobs thay vì chúc các tân cử nhân một sự nghiệp thành công, thì ông lại chúc rằng, hãy cứ khát khao, hãy luôn dạy khờ. Và từ đó cho đến nay, đây vẫn luôn là bài học đắt giá mà vị cựu chủ tịch đáng kính của Apple đã để lại cho nhân loại. Khi chúng ta càng lớn thì ước mơ lại càng bé lại. Lần đầu khi bạn biết ước mơ thì bạn đã ước mơ điều gì? Tôi thì đã cuốn chiếc rèm cổ vào người và ước rằng mình sẽ được làm công chúa trong câu chuyện cổ tích. Và có bố là đức vua, mẹ là hoàng hậu và có kẻ hầu người hạ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi trong lâu đài với một chàng hoàng tử của mình. Và lần cuối cùng bạn dám ước mơ, bạn đã ước mơ điều gì? Và chúng ta đã bắt đầu ngưng ước mơ từ khi nào? Từ khi chúng ta biết rằng đời không đánh thuế ước mơ, bởi ước mơ vốn không có giá trị gì cả.
ước mơ không giúp chúng ta qua được cơn đói. Ước mơ không giúp chúng ta không gặp thất bại. Ước mơ không giúp chúng ta vượt qua được những đau thương mà ta đang phải gánh chịu. Vậy thì, người ta vẫn cứ khuyên nhau hãy cứ ước mơ để làm gì? Vì còn ước mơ thì mới còn nỗ lực. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn đang trồng một cái cây nhưng mãi mà nó chẳng lớn. Mỗi ngày bạn còn mơ rằng nó sẽ vươn rộng thân mình che bóng mát cho bạn, thì một ngày bạn còn nỗ lực chăm sóc, tỉa tót cho nó. Và biết đâu được, nó sẽ phát triển trong một tương lai không xa. Nhưng nếu một ngày bạn không còn mơ đến việc nó sẽ cao hơn, sẽ ra thêm lá, sẽ mọc thêm cánh nữa, thì tự nhiên bạn sẽ mặc nhiên bỏ mặc chờ cho nó chết, rồi tất nhiên nó sẽ chết mà thôi. Cuộc sống của bạn cũng như cái cây kia, có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy hình như cả thế giới đều đang chống lại mình. Cuộc sống của bạn là một chuỗi thất bại liên tiếp, bạn thua trên mọi mặt trận, bạn hoang mang, bạn mất tinh thần, bạn chết dần chết mòn với những sợ hãi và buồn chán. Dẫu vậy, bạn cũng đừng ngừng theo đuổi ước mơ bạn ạ. Tài sản lớn nhất khi bạn còn trẻ không phải là tuổi thanh xuân, cũng không phải là dung mạo đẹp đẽ, càng không phải là sức lực dồi dào, mà là bạn có cơ hội để phạm sai lầm. Nếu như khi còn trẻ bạn không thể theo đuổi những ước mơ cháy bỏng trong tim, làm theo những việc bản thân mình cảm thấy nên làm, đương đầu với mọi thử thách, vậy thì tuổi trẻ của bạn quả là đã lãng phí rồi. Hãy cứ ước mơ, hãy luôn dại khờ, chính là thông điệp mà Steven Jobs muốn truyền tải đến những bạn trẻ đã hoặc đang có ý định từ bỏ đi giấc mơ của chính mình. Hãy cứ mơ đi, vì cuộc đời chỉ có một lần để sống. Chẳng ai luôn cố gắng mãi ước mơ mà vẫn hoài thất bại. Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn và làm theo những gì trái tim mách bảo. Không có ước mơ nào quá lớn nếu bạn thực sự dành tâm huyết và quyết tâm cho nó. Dẫu con đường để đạt tới những ước mơ đó không dễ dàng, thì bạn cũng hãy giữ cho mình sự dại khờ, sự ngây thơ, tinh khiết như thời còn trẻ, để luôn khát khao vươn tới. Bởi vì chỉ có mạo hiểm ước mơ và mạnh dạn theo đuổi ước mơ thì bạn mới có được hạnh phúc. Câu nói số 12 mà Steven Jobs muốn chia sẻ với chúng ta đó là về sai lầm. Đôi lúc, bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình. Nếu muốn có cuộc sống tuyệt vời, các bạn phải sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Nguyên tắc tưởng rằng như quen thuộc này, hóa ra lại bị chối bỏ bởi rất nhiều người. Phần lớn chúng ta muốn đạt được chiến thắng to lớn vĩ đại, nhưng lại không thể chịu nổi một thách thức nhỏ. Chúng ta ích kỷ, hèn nhát, đa phần không dám thay đổi và thoát khỏi vùng an toàn. Các bạn ạ, cuộc sống đầy rẫy các bất chắc, nhưng cũng không thiếu những cơ hội để giúp bạn đạt được các khát vọng. Đừng thụ động, hãy đón nhận tất cả bằng một tâm thế sẵn sàng. Bởi chỉ khi bạn đi theo dẫn dắt của trái tim và sống đúng với con người mình, thì các cánh cửa cơ hội mới mở rộng và bạn sẽ tìm thấy hành trình thực sự dành cho bạn. Bản chất công việc cũng như cách vận hành doanh nghiệp, rốt cuộc rồi cũng sẽ thay đổi. Cơ may duy nhất để bất cứ ai trong chúng ta đạt được thành công là liên tục tái hình dung, tái suy nghĩ và tái kiến tạo mọi thứ mà ta làm. Để luôn bắt kịp với thời đại, hay nói cách khác là nếu muốn thích nghi thì bạn phải lựa chọn thay đổi hoặc là chết. Tất cả chúng ta đều phải trở thành những nhà lãnh đạo kiến tạo và tốt hơn hết, ta nên thực hiện điều này thật nhanh chóng. So sánh 25 công ty đứng đầu danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo bình chọn của tạp chí Fortune vào năm 2000 và năm 2010. Kết quả thật đáng kinh ngạc các bạn ạ. Có tới 16 trong tổng số 25 công ty đó rơi khỏi đỉnh cao chỉ trong vòng 1 năm, nghĩa là gần 2/3 số công ty. Tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy từ khi danh sách Fortune 500 được công bố lần đầu vào năm 1955, thì hơn 90% công ty trong danh sách đó đã bị những đối thủ nhỏ hơn càn quét. Bị phá sản, bị thu nhỏ lại tới mức không còn là những cái tên quan trọng nữa, hoặc đơn giản là đã đóng cửa. Dĩ nhiên, những thể chế thịnh vượng này đã có những nguồn tài chính và nhân lực để đảm bảo thành công bền vững. Nhiều công ty bị sát nhập, bị thu mua, bị chiếm lấy, bị chia nhỏ, bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán New York và bị nuốt chửng v.v. Chỉ duy nhất một công ty, DuPont, xuất hiện trên tất cả danh sách Fortune 500. Ngày nay, công nghệ khiến mọi thứ ngày càng minh bạch. Và khách hàng tin rằng họ có thể có chính xác thứ mình muốn ngay lập tức với giá họ sẵn sàng chi trả. Tất cả những điều này khi kết hợp lại với nhau gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh với luật trời đã bị thay đổi. Bất cứ ai nghĩ rằng mình là ngoại lệ và không cần liên tục kiến tạo doanh nghiệp
thì thực chất họ chỉ đang lảng tránh sự thật mà thôi. Thay đổi để thành công hay luôn thất bại vì không chịu thay đổi? Thay vì thừa nhận trách nhiệm cá nhân và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của sự thiếu tăng trưởng, chính là thái độ chần chừ, không đón nhận thay đổi triệt để. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp dành thời gian tìm các lý do bào chữa cho thành tích nghèo nàn của họ. Một số ví dụ biện hộ họ thường dùng nhất đó là do nền kinh tế, chúng ta sẽ tốt hơn khi thời thế tốt lên. Nhưng bạn nên nhớ, những công ty tận tâm với sự tăng trưởng luôn đi trước đón đầu mong muốn của khách hàng. Họ có dấu ấn về văn hóa và đạt được mục tiêu đó thông qua thay đổi liên tục và kiến tạo triệt để. Khi một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, mọi cổ đông, mọi bên liên quan, từ nhân viên, lãnh đạo, khách hàng, nhà cung cấp cho đến nhà đầu tư, đều hạnh phúc và được hưởng những phần thưởng về mặt tài chính. Khi một doanh nghiệp không tăng trưởng, cũng chính các bên liên quan đó phải hứng chịu tổn thất về tài chính. Họ tưởng tượng về những ngày tháng tương lai tăm tối hơn hiện ra lờ mờ ở phía chân trời. Và cuối cùng, họ bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới, tốt hơn và ở nơi khác. Vâng, thông qua video phần 2 về những câu nói bất hủ nổi tiếng nhất của Steve Jobs, bí quyết thành công tin chắc rằng chúng sẽ truyền cảm hứng và giúp hàng triệu người có thể thay đổi bản thân và có cái nhìn mới hơn về cuộc sống, công việc và kinh doanh. Giờ thì mình xin phép được dừng video ngày hôm nay ở đây. Các bạn có muốn nghe tiếp về những câu nói bất hủ của huyền thoại công nghệ Steve Jobs nữa hay không? Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào